Nếu một thay đổi bất ngờ trên thị trường phản ứng, trước một bản tin mới ra chẳng hạn mâu thuẫn với những mong đợi hiện thời, thì anh ta phải dẹp những kiến thức đã được tích lũy sang một bên, và thoát khỏi giao dịch một cách nhanh chóng. Cắt lỗ và đặt vấn đề sau đó sẽ tốt hơn là bám vào nhận thức sai lầm về xu hướng, đi ngược lại với vận động của thị trường. Khó khăn ghê gớm nhất mà nhà giao dịch phải vượt qua là dẹp bỏ cảm giác có thể kiểm soát được thị trường. Bạn không học tất cả mọi thứ chỉ để từ chối hành động một cách khôn ngoan, bởi bạn cho rằng mình biết nhiều hơn cả thị trường. Hành động sai lầm chẳng có gì thú vị, không ai trong chúng ta muốn sai lầm. Trở thành một người giao dịch thành công có nghĩa là chấp nhận mọi sai sót và nhanh chóng tiến tới để giải quyết vấn đề tiếp theo. Đối với người nhạc công, biểu diễn là phải tập trung vào nốt nhạc kế tiếp, câu hát kế tiếp. Một nốt chơi sai đã thuộc về quá khứ và không còn nằm trong vòng kiểm soát của bạn nữa. Quên nó đi và tiếp tục chơi là lựa chọn duy nhất. Mỗi lần biểu diễn là một cơ hội để thành công hoặc cơ hội cho thất bại. Đánh giá lại mỗi lần biểu diễn nên là việc làm sau đó, chứ không phải trong lúc nó đang diễn ra. Chuyện đối với người giao dịch cũng giống hệt vậy, xét lại những sai lầm của bản thân là việc làm sau khi thị trường đóng cửa. Mỗi thanh đồ thị kết thúc giống như chơi một bài nhạc hay. Nó đã qua và xong rồi, bây giờ là lúc xem xét thanh đồ thị tiếp theo và tìm hiểu nó một cách chu đáo. Dấu chân voi trên thị trường. Xét lại kết quả là một phần quan trọng của phép tự phân tích. Nhưng như thế đã đủ chưa? Theo quan điểm của tôi thì chưa đủ. Tôi ước là nó đã đầy đủ. Việc giao dịch sẽ dễ hơn một chút nếu nó chỉ liên quan đến những thứ đó. Thật không may, lại còn có những thứ khác cần phải được cân nhắc và tiếp thu, nhận diện và suy tính của những tay giao dịch lớn nhất trên thị trường. Đấy không chỉ là chuyện quan trọng, mà tôi tin rằng còn là yếu tố quan trọng nhất trong thị trường đang vận động. Theo cùng một cách mà đàn voi di trú để lại những vết chân không lẫn vào đâu được, trên các cánh đồng bị dẫm nát và các lối đi đẹp đẽ trên mặt đất, hành vi của những tổ chức đầu tư để lại dấu vết của họ, trên biểu đồ khối lượng cổ phiếu mà họ đầu tư. Điều thú vị là, voi di trú dọc theo những lối đi đã được ghi nhớ trải dài hàng ngàn km. Bởi vì kích thước của chúng, voi không thể diễu qua cánh đồng hay vặt rừng một cách nhẹ nhàng, cho nên chúng tàn phá công trình của người dân sống dọc đường. Gợi ý: hãy nhìn vào khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của S&P 500 TZRNG 30PHUTGIEAODICHCUOIMOINGIETU345DENBORHAINAMCHIEUGIEBODONGDLAGIEI tốt về cách mà các tổ chức đầu tư nghĩ về thị trường hay do quy mô của mình. Các tổ chức đầu tư không thể ngay lập tức bước vào thị trường mà không phá hỏng tương quan của các lệnh chào bán và đặt mua. Thay vào đó, họ phải mở và đóng giao dịch nhiều lần, mua và bán nhiều cổ phiếu qua các giao dịch riêng biệt. Điều đó cho phép nhà giao dịch đang thực hành tìm ra các dấu chân voi trong đồ thị khối lượng giao dịch, nhờ thế đọc được ý định của các tổ chức đầu tư. Để thực hiện được điều này, tôi thường theo dõi khối lượng giao dịch hiện tại rồi so sánh với khối lượng trung bình. Bằng cách quan sát bảng giá chứng khoán và tìm kiếm dấu vết trên đồ thị, tôi có thể tìm ra vài manh mối về cảm tính hiện tại của thị trường. Nếu thực sự quan tâm đến một cổ phiếu ở một thời điểm nào đó, tôi sẽ quan sát bản ghi thông tin khối lượng bán theo thời gian của tất cả các giao dịch và để ý xem những khối lượng lớn được giao dịch nhiều hơn ở giá chào bán hay giá đặt mua hoặc ngược lại. Nhắc lại một lần nữa, chúng ta đang quan sát chênh lệch khối lượng và dấu vết mà các tổ chức đầu tư để lại trong quá trình giao dịch. Điều này đặc biệt có ích khi cổ phiếu đang tiệm cận với một cuộc bứt phá khỏi một khoảng biến động nào đó. Các tổ chức đầu tư sẽ dính chặt với những cách thức mua và bán không lẫn vào đâu được theo thời gian và qua quan sát. Bạn sẽ thấy họ dẫm nát đồ thị ở giá chào bán hay giá đặt mua, nhưng lại cố nhón chân khi mua bán. Điều này làm nảy sinh một ý quan trọng liên quan đến cung và cầu, đó là đồ thị giá cân bằng vẫn được nhắc đến, trong môn kinh tế học căn bản chỉ là một chi tiết hư cấu. Tại sao chuyện này lại quan trọng thì cần phải giải thích thêm. Giống như cân bằng hóa học, cân bằng kinh tế chỉ tồn tại trong lý thuyết. Trong thế giới thực, cân bằng tuyệt đối của sự vật chỉ có thể tồn tại trong điều kiện không có năng lượng, hoàn toàn bằng zero. Có vẻ không có gì thay đổi dưới quan sát của mắt thường, nhưng vẫn đang sôi sục vô số những va chạm ở các nguyên tử, các liên kết liên tục bị phá vỡ, và hình thành lại do tác động từ bên ngoài của nhiệt độ trong nhà bếp của bạn, và tác động từ lực hút của trái đất. Lượng năng lượng trong phòng không đủ để thay đổi kế hoạch ở mức nhiệt độ trong phòng, nhưng nếu cứ nung lên thì cuối cùng nó sẽ chảy, nếu tác động vào nó bằng một tác nhân đủ lớn thì nó sẽ thay đổi. Ngược lại, nếu cứ để cái chai thủy tinh trên kệ 100 năm thì nó sẽ trùng xuống, bởi vì thủy tinh là một chất lỏng biến đổi cực kỳ chậm, chậm đến nỗi nó làm cho chúng ta cảm thấy đây là một vật thể rắn. Như vậy, cân bằng là điều mà người ta chỉ cảm nhận trong tính tương đối của thời gian, đó là một điều kiện có thể tiếp cận được nhưng sẽ không đạt được hoàn toàn, nếu tất cả các yếu tố tham gia vào hệ thống đều được xét đến. Nó tuân theo nghịch lý di nơn. Thị trường dao động lên xuống, giống như các điện tử và nguyên tử, chỉ khác là thay vì đo lường năng lượng truyền qua các va chạm thì chúng ta đo giá.
có nhiều yếu tố tác động đến thị trường nhiều và thay đổi, lãi suất thay đổi, cơ sở hạ tầng có vấn đề, thời tiết, biến động tỷ giá. Các tổ chức phản ứng trước các yếu tố này khác với các cá nhân. Thông tin trên thị trường là không hoàn hảo, nó không lan truyền ngay lập tức, cho dù Internet sử dụng tốc độ ánh sáng để truyền tin. Độ trễ này tạo ra sự biến động của thị trường, bởi vì thị trường phản ứng trước các thông tin mới một cách vụng về. Hơn thế nữa, những tay giao dịch lớn nhất trên thị trường thống lĩnh việc áp dụng các thông tin mới đó, theo cách mà họ kết luận, bất chấp họ có sai lầm như thế nào chăng nữa. Khung thời gian mà bạn áp dụng để giao dịch càng ngắn, thì bạn càng dễ trở thành nạn nhân trong các quyết định của các tay chơi chuyên nghiệp này, bởi vì họ sử dụng tiền của mình như một vũ khí. Giống như loài voi, nếu họ không thể hoặc không muốn thay đổi hành vi của mình thì bất chấp thông tin mà bạn có được có đưa bạn đến các kết luận khác về giá chứng khoán đi chăng nữa, thì thị trường vẫn phản ứng chậm chạp với các dữ kiện mới đó. Như vậy, tỉnh táo trong hiện tại để nắm bắt được hành động của các tay chơi lớn là việc làm quan trọng, nhưng đặt các thông tin đó trong bối cảnh rộng hơn của thị trường cũng quan trọng không kém. Ví dụ, đấy có phải là tình huống mà những người đầu cơ giá lên đưa giá đến gần cận trên của một khoản hồi tụ trong một thị trường đang giảm giá trong dài hạn? Nếu đúng là như thế thì bạn có thể tính toán xác suất của một đợt đảo chiều theo khung thời gian đó và ra quyết định tương ứng. Những biến động đi kèm với động lực mạnh sẽ không suy yếu sau vài thanh giá. Chúng xuyên thủng các biến động ngắn hạn và chạy có xu hướng, trong khi những biến động không có động lực rõ ràng thường suy yếu và đảo chiều trong im ắng. Độ rộng của biến động cũng là một dấu vết quan trọng mà các tổ chức đầu tư để lại. Ví dụ, chỉ số Dow Jones được tính bằng giá chứ không dựa trên vốn hóa, cho nên chỉ cần một số ít cổ phiếu cũng có thể làm thay đổi nó. Một vài cổ phiếu blue chip có thể che khuất bất cung và cầu thật sự. Theo dõi tỷ lệ giữa người thắng và người thua cũng giúp bạn định hướng các giao dịch của mình nhờ cung cấp một quan sát tổng thể để biết những khoản tiền lớn đang dịch chuyển vào đâu và tại sao. Bứt phá hay đảo chiều? Ý định của các tay giao dịch lớn trên thị trường ảnh hưởng đến các thị trường giao dịch. Độ dài và độ rộng của một giai đoạn hội tụ và các sóng xu hướng phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện họ đầu tư vốn của mình vào đâu khi đóng vai trò của những người mua bán. Tiếp thu gợi ý từ họ khi giao dịch sẽ cải thiện các quyết định bạn chọn trong bất cứ tình huống giao dịch nào. Thực tế chỉ có hai loại giao dịch. 1. Giao dịch khi bứt phá. 2. Giao dịch khi đảo chiều. Tất cả những thứ khác chỉ là nhiễu. Chúng ta đã thảo luận về các loại giao dịch này ở nhiều chỗ khác nhau trong sách này, nhưng chưa chặt chẽ. Thời điểm này là lúc xem xét chúng. Loại thứ nhất xảy ra khi một khoản biến động đang ổn định bị phá vỡ theo hướng đi lên hoặc đi xuống. Thị trường chuyển từ trạng thái hồi tụ sang trạng thái có xu hướng cuộc bứt phá sẽ còn tiếp tục khi người mua còn chấp nhận được giá chào bán của người bán. Nguồn mua đến từ hai nhóm, những người đầu tư dài hạn nhận thấy giá hợp lý và những người đã đầu tư ngắn. Hàng bán không đang cố gắng tất toán trạng thái. Quan sát mức bán không được tính bằng tỷ lệ của số lượng cổ phiếu được bán không trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành là một manh mối bán khống để trong tương quan so sánh với khối lượng giao dịch trung bình theo ngày sẽ cho bạn biết cần bao lâu để tất cả bên bán khống tất toán trạng thái của họ. Ví dụ, nếu một cổ phiếu có 10 triệu cổ phần chào bán và khối lượng trung bình là 500.000 cổ phần giao dịch mỗi ngày, thì sẽ cần 20 ngày giao dịch để giải phóng toàn bộ lượng bán khống đó. Nếu giá bắt đầu tăng và các khoản bán khống đang được tất toán sẽ tạo thêm năng lượng cho giá của cổ phiếu, bởi vì người chơi sẽ phải chấp nhận mua lại những cổ phiếu mà họ đã bán khống trước đó. Sự kết hợp của các lệnh đặt mua mới do bám theo tin tức và các thông số cơ bản với số lượng lớn cổ phiếu bán khống sẽ có thể làm bùng lên áp lực mua. Biết ý định của thị trường và bối cảnh có thể dẫn đến bứt phá khỏi khoảng biến động thường nhật có thể là sự khác biệt giữa một giao dịch đem đến cho bạn kết quả khiêm tốn và một giao dịch đem đến một gia tài nho nhỏ. Hãy sử dụng chênh lệch khối lượng để tìm xem còn người mua bước vào và chấp nhận các chào bán không, khi mà các thống kê có thể chỉ ra rằng xác suất tăng giá của cổ phiếu không còn như bạn mong đợi. Thời điểm đó, một khi chênh lệch khối lượng giảm đi là lúc thoát khỏi giao dịch, khi mà lực lượng mua sẽ nhanh chóng bị lực lượng bán áp đảo do họ nghĩ rằng giá tăng quá cao và quá nhanh. Phiên giao dịch bứt phá có khối lượng giao dịch tăng cao và tiếp tục cao sẽ có khả năng bẫy những người bán khống mới vào cuộc bứt phá đó và rồi tiếp tục buộc họ phải mua lại với giá ngày càng cao hơn, dẫn đến thua lỗ nhỏ trên mỗi lần giao dịch. Theo một nghĩa nào đấy, giao dịch đảo chiều là hoàn toàn ngược lại với giao dịch bứt phá. Nó chờ khi một biến động có xu hướng kiệt sức và mở giao dịch theo chiều ngược lại. Kiểu giao dịch này sẽ chờ đợi sự đảo chiều, ra quyết định dựa theo quan điểm cho rằng xu hướng hiện tại đã vượt quá mức giá hợp lý, đến mức đáng để mở ra giao dịch. Biến động mà bạn định mở giao dịch ngược lại với nó càng mạnh mẽ bao nhiêu, thì khả năng mà nó cho bạn ít nhất là lợi nhuận tối thiểu càng cao bấy nhiêu. Bất cứ biến động nào có đồ thị biểu diễn hình paraban cuối cùng đều đạt đến một điểm cực trị, mà ở đó không có thêm người mua mới hay người bán mới nào nữa. Trong ngắn hạn, mức giá đó là không thể phá vỡ được, bất chấp các thông số cơ bản của cổ phiếu.
giao dịch dựa vào sự đảo chiều từ điểm cực của Paraban là giao dịch có rủi ro rất thấp, bởi vì sự ham mê đã nằm về một phía của thị trường lòng tham đối với thị trường đang lên và nỗi sợ hãi đối với thị trường đang xuống. Thị trường đang có xu hướng với một mức tăng giá trong khoảng thời gian ngày càng ngắn hơn, mang theo nó xác suất cho phép kiếm lợi nhuận cao từ sự đảo chiều khi mà khối lượng giao dịch không có khả năng đẩy giá tăng thêm nữa. Cuối cùng, tôi muốn có một ý kiến liên quan đến quan sát giao dịch ở mức giá chào bán và mức giá đặt mua. Những thay đổi trong hành vi ở khu vực biên đó rất hữu ích trong việc tìm ra những thay đổi trong cảm nhận của thị trường và chỉ ra những khả năng đảo chiều tiềm ẩn. Rốt ráo hơn nữa, chính áp lực mua hoặc bán trong thời gian ngắn có khả năng áp đảo các mức chào bán và đặt mua hiện tại đã tạo ra biến động có xu hướng. Các khối lượng giao dịch lớn xuất hiện chập chờn sẽ không hay giờ là lúc xem xét các yếu tố sẽ cản trở một người trở thành một tay giao dịch cừ khôi. Theo kinh nghiệm của tôi thì có hai yếu tố khống chế, vượt qua mọi yếu tố khác và gây ra những sai lầm lớn mà bất cứ nhà giao dịch đang khát khao nào cũng dễ mắc phải. Một yếu tố là vướng một khung thời gian không phù hợp, yếu tố kia là thiếu thận trọng trong việc lọc ra các thông tin nhiễu trên thị trường. Như chúng ta đã thảo luận ở các phần trước, quá trình hình thành nên các kiến thức hàm ẩn về cách giao dịch của thị trường rất quan trọng. Bạn không thể có được sự gần gũi cần thiết với những dao động lên xuống của thị trường nếu không tiếp nhận những thông tin đó vào não, cho phép tiềm thức của bạn xử lý và tổ chức dữ liệu phục vụ cho các quyết định giao dịch mà không bị cản trở bởi nhầm lẫn trong việc nhận ra các mẫu hình và quá tải thông tin. Những ai nghiên cứu thị trường mà không đặt ưu tiên cho vài mẫu hình cụ thể sẽ phải chịu một rủi ro rất thật là không tiếp thu được bất cứ mẫu hình nào trong số chúng. Kết quả là tính già hóa non xảy ra khi não không còn phân biệt được mẫu hình này với mẫu hình kia. Tệ hơn nữa, nó không thể ra quyết định dựa theo ý nghĩa của mẫu hình đó, vì vậy không thể hành động một cách quyết liệt và chính xác, thay vào đó sẽ tự lừa dối bằng cách luận lý về lý do tại sao lại ngồi yên và nhìn lợi nhuận trôi qua hay thua lỗ chất chồng. Một mức độ tập trung cao về nhận thức là cần thiết cho quá trình tự học. 98. Nhảy từ đồ thị này sang đồ thị kia để tìm kiếm các tương quan hoặc các dấu hiệu xác nhận sẽ gây ra cái mà các nhà nghiên cứu gọi là hiệu ứng nhiễu, đơn giản là do dư thừa thông tin được thu thập trước và sau khi nhận ra mẫu hình can thiệp vào quá trình xử lý và tiếp thu các mẫu hình. Quá tải về thông tin là một vấn đề thực sự đối với người giao dịch nghiêm túc và say mê. Có vài người được đào tạo chu đáo và có đầu óc nhanh nhẹn có thể xử lý một khối lượng thông tin chóng mặt. Nếu lắng nghe họ nói về công việc thì bạn có thể bị hoa mắt với lượng kiến thức rộng và khả năng kết hợp các thị trường. Kỹ năng của họ trong việc tổng hợp và đơn giản hóa thị trường thành các khối thông tin có thể tiếp thu được đều ấn tượng như nhau. Nhưng nếu hỏi xem họ đã thành công như thế nào trong việc biến những kiến thức đó thành lợi nhuận trong giao dịch và các lệnh giao dịch cũng ấn tượng như thế, bạn chỉ nhận được hình ảnh của một người đầy mâu thuẫn và khiếm khuyết, không có khả năng sử dụng lượng thông tin đồ sộ đang có trong tay để làm bất cứ điều gì tốt hơn ngoại trừ việc nhận xét về thị trường. Những người như thế bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn sai lầm, cho rằng mọi giao dịch đều phải được thực hiện trong bối cảnh đã có tất cả các thông tin, chứ không phải là cần đặt tất cả chúng sang một bên và chỉ tập trung vào việc phải làm ngay trước mắt. Giao dịch là một việc làm đủ khó và không cần đến kẻ thù tồi tệ nhất. Tất cả các thông tin đó là quan trọng, nhưng chỉ vào thời điểm trước và sau giao dịch. Trong lúc giao dịch, bạn chỉ tập trung vào việc xem thanh giá kế tiếp sẽ tăng hay giảm và khoảng bao nhiêu. Như vậy, trong khi tôi khuyến khích việc học tập, nghiên cứu và đánh giá thì bạn còn học được một điều có ý nghĩa lớn lao khác nữa. Bài học ở đây là hãy nắm chắc một vài mẫu hình. Khi đã quen thuộc với chúng thì bạn có thể thoải mái ra quyết định mà không sợ phạm sai lầm. Không phải mọi giao dịch đều cho kết quả tốt, bất kể bạn tư duy tốt đến đâu, bởi không có gì có thể xóa bỏ sự thiếu chắc chắn khỏi thị trường. Thị trường là không thể tiên đoán, nó tuân theo xác suất. Thị trường được vận hành bằng cả tình cảm lẫn lý trí chứ không chỉ có lý trí. Và những tình cảm và lý trí đó chất chứa đầy mâu thuẫn, sai lầm và các thông tin cũ kỹ. Nếu càng có khả năng rũ bớt các thông tin như thế khỏi giao dịch của mình, thì bạn càng có khả năng thành công. Đó là ưu điểm của một người giao dịch chuyên nghiệp với một kẻ không chuyên. Nói ngắn gọn, nắm rõ kiến thức về các chỉ số và các mẫu hình không quan trọng bằng quan sát và tiếp thu chúng qua thời gian. Tôi học bài học này kỹ đến mức khi tôi quay lại thị trường vào các năm 2003-2004, như tôi đã nói trước đây, tôi đã giao dịch rất tốt. Ứng dụng các nguyên tắc và tinh lọc chúng thành những gì tôi cần và như một nhà công gia, tôi hòa mình vào thị trường đến mức có thể giao dịch rất thành công. Chuyện đó trở nên rất bình thường và gần như nhàm chán. Chúng ta kiếm tiền là để có thể làm được những việc mà chúng ta ước ao trong đời, cho dù là việc gì chăng nữa. Vào cuối năm 2007, tôi nhận ra mình đang ở trong một hoàn cảnh thú vị mà tôi đã thành công hầu như vượt quá những gì mà tôi nghĩ là mình có thể làm được, nhưng tôi lại không yên bởi vì đang có một thách thức nhỏ trong cuộc sống. Thành công của tôi làm nên một việc có ý nghĩa hơn nữa là hòa hợp trở lại với cha mẹ tôi.
cho dù ông bà không hiểu tại sao tôi lại muốn sống một cuộc đời bất định như vậy thì ông bà vẫn đi đến chỗ tôn trọng. Tôi thấy bị lôi cuốn vào ý tưởng là sẽ làm việc trong một thị trường mới. Điều đó đem đến một kiểu thách thức hoàn toàn khác với việc học cách giao dịch trong một thị trường đã ổn định như Toronto hay New York. Có nói gì về Wall Street và Bay Street chăng nữa thì các thị trường ở đó cũng vận hành theo những quy tắc và luật lệ rất cụ thể. Nếu bạn muốn tham gia các thị trường đó, bạn phải học các quy tắc bất kể có đồng ý với nó hay không. Tôi chọn Việt Nam vì vài lý do. Đầu tiên và đáng kể nhất là vì đây là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trên thế giới vào năm 2007 và thứ đến, tôi là người gốc Việt. Tôi quyết định đặt cho mình nhiệm vụ xây dựng một cơ sở hạ tầng thông tin tài chính là cái hoàn toàn chưa có ở Việt Nam. Tôi nhận thấy đấy là một cơ hội, không phải chỉ là thách thức bản thân tôi mà còn là giúp cho con người ở quê hương mình tìm ra một nơi trốn đáng chú ý và có khả năng sinh lãi trong nền kinh tế thế giới. Như người ta vẫn nói, sóng lên thì thuyền lên. Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi dấn bước vào một hành trình mới, đầy hứng khởi và ngây thơ, như đã từng khi tôi lần đầu tiên đột phá vào thị trường tài chính. Tôi lên đường về Việt Nam, đầu tư vốn liếng tích lũy của tôi vào cơ sở hạ tầng thông tin tài chính, cái mà tôi thấy là đất nước còn thiếu một cách nghiêm trọng. Để làm điều đó, tôi ngừng giao dịch và tập trung sức lực vào việc xây dựng cơ sở đó. Tôi để các khoản đầu tư của mình vào chế độ giao dịch tự động và trở thành một trong những người khi rời khỏi môi trường quen thuộc và bối cảnh mà ở đó anh ta đã học cách giao dịch bị mất, đi lợi thế và không thể giao dịch. Thành công! Tôi ngừng sử dụng các quy tắc giao dịch của mình, mặc dù vào lúc đó tôi không nhận ra điều đó. Hòa cùng với sự mất tập trung trong giao dịch này là cuộc khủng hoảng tài chính đang sôi sục bắt nguồn từ thị trường nhà đất ở Mỹ, được gọi là cuộc khủng hoảng tín chấp. Sự kết hợp của các yếu tố đó, cùng với những rủi ro cố hữu của một khởi nghiệp, đã tạo nên một loại thuốc độc tài chính. Nói ngắn gọn, tôi bị khánh kiệt một lần nữa. Sự xoay chiều của vận mệnh. Tôi nghĩ là kinh nghiệm đầu tiên của tôi với một tình huống như thế đã làm cho tôi dày dạn hơn về mặt cảm xúc. Nhưng không phải vậy. Thành thật mà nói, chúng chẳng có một sự tương đồng nào. Tôi bị khánh kiệt không chỉ bản thân tôi mà còn cả cha mẹ tôi nữa. Tôi đã thuyết phục ông bà đặt niềm tin vào tôi bằng một khoản tiền của hai người, và dĩ nhiên, bởi sự ngạo mạn của mình, tôi cũng đã đánh mất hết số tiền đó. Lỗi lầm của tôi bắt đầu, giống như mọi thứ khác, từ chỗ làm quá nhiều. Không chỉ là chuyện tôi cắn quá to nên không nhai nổi, mà còn là vì tôi không nhận ra mình đã làm như thế, cho đến khi mọi chuyện đã đi quá xa. Cố gắng xây dựng một công ty hạ tầng thông tin tài chính cho một thị trường chưa sẵn sàng, trong khi toàn bộ thị trường tài chính thế giới đang sụp đổ xung quanh chính là công thức tử thần dành cho tôi. Bây giờ khi nghĩ lại về chuyện đó, tôi băn khoăn tự hỏi điều gì đã khiến tôi nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó, và đã không thất bại hoàn toàn. Nguồn cơn là một trò tung hứng mà các quả bóng được ném lên không trung cùng lúc, để rồi không xoay sở kịp khi chúng rơi xuống. Chúng chạm đất và vỡ tan trong khi tôi thì vẫn chờ xem chúng có rơi xuống không. Bởi tôi cố gắng gầy dựng một công ty cho nên có bộ máy nhân viên, các chi phí tài chính và hàng hà sa số các quyết định nhỏ nhặt cần phải thực hiện để giữ cho khởi nghiệp về tài chính ấy hoạt động. Bất cứ ai gầy dựng một công ty từ con số không đều biết rằng đó là một quá trình tiêu tốn tất cả sức lực. Tất nhiên nó sẽ phải như vậy nếu bạn muốn nó đến gần với thành công. Công ty cần thời gian và sự tận tụy. Kết quả hiển nhiên là tôi không còn thời gian để mắt thường xuyên đến thị trường hay áp dụng những tư tưởng và khái niệm khi làm việc ở New York và Toronto, và thậm chí là lắng nghe thị trường khi nó đang đi qua một trong những giai đoạn xấu nhất của lịch sử. Không, dĩ nhiên là không. Tôi đã trở thành một trong những người mà mình từng nói đến trước đây. Rời khỏi môi trường đã biến tôi thành một tay giao dịch chuyên nghiệp. Tôi vẫn nghĩ mình đã ra các quyết định thông minh và sáng suốt, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Còn tệ hơn thế nữa, khi áp lực ngày càng tăng, các quyết định của tôi ngày càng trở nên tuyệt vọng. Tôi chấp nhận nhiều rủi ro hơn mức có thể kiểm soát, tự thuyết phục rằng những gì đang xảy ra sẽ không xảy ra đối với mình. Trong khi đó, công ty thì bị tan rã, những bạn bè mà tôi lôi kéo vào việc kinh doanh này đã chia tay, và cuối cùng thì tôi nằm dài trên giường vào một buổi tối thứ bảy, nhận ra rằng không biết tiền thuê nhà tháng sau sẽ phải kiếm bạn bè. Không việc làm, không tiền và lúc đó thì không có ai giúp đỡ nữa. Tôi viết ra không phải để bạn mũi lòng. Tôi kể ra bởi đấy là điều cần phải ghi nhớ, rằng cho dù bạn nghĩ mình là ai và bạn có thể làm được gì, thì tất cả chúng ta đều có hạn chế. Thị trường rất tàn nhẫn, nó sinh ra để lấy đi tiền bạc và thời gian của bạn. Bạn không phải là người đặc biệt. Tất cả mọi thứ mà sự nhọc công và thiện chí đã biến thành cho bụi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Tôi trải qua năm 2008 và gần cả năm 2009 ở một nơi mà tôi chưa bao giờ từng ở, sống từng ngày và tự hỏi làm thế nào để có chỗ nương náu. Tình hình còn tệ hơn, thời điểm tôi bước ra khỏi nhà và đến sống trên chiếc tràng kỵ của Andrew. Ít nhất thì lúc đó, tôi cũng có việc làm và ít nhiều là một hệ thống hỗ trợ bên cạnh. Còn lúc này thì tôi không có bất cứ chỗ nào để thoái lui. Tôi đã xua đuổi gần như tất cả mọi người trong cuộc đời mình bởi tính ngạo mạn và lòng kiêu hãnh của bản thân.
liệu tôi có đáng phải chịu những gì đã xảy ra không? Tôi không biết nữa. Rõ ràng là tôi không thể đẩy trách nhiệm cho bất cứ ai ngoài chính bản thân mình, và tôi không có ý định trốn tránh điều đó. Tôi tin vào câu nói của một nhân vật trong bộ phim không khoan nhượng, đáng hay không chẳng phải là vấn đề. 99. Tôi có thể nói như thế vào lúc này, nhưng rõ ràng lại không nói với bản thân mình tại thời điểm đó. Có người nói rằng may mắn là khi chuẩn bị gặp cơ hội, người khác thì tin vào mệnh trời. Tôi vừa nhận ra rằng đôi khi vận may đến với bạn. Anh Toàn là một trong những may mắn của tôi. Sự trợ giúp của anh ấy là vô giá. Là một nhà đầu tư mạo hiểm, bên cạnh những công việc khác, anh Toàn đủ hiểu tôi để tạo cho tôi một số công việc chủ yếu là cộng tác viên về nội dung và nghiên cứu để giúp tôi khỏi suy sụp. Tôi đã có thể lần hồi kiếm được đủ tiền để sống, chỉ vừa đủ như thế. Nếu bạn đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi, thì bạn hiểu quyết định lúc đó khó khăn như thế nào. Bạn buộc phải đặt câu hỏi, nên thanh toán hóa đơn tiền điện hay để tiền ăn cơm chưa? Quan trọng hơn nữa, bạn tập sống với sự bấp bênh đó. Dưới đủ mọi hình thức, nó là cả thế giới của bạn. Nó bám lấy bạn như một hình nhân lẻo đẻo trên vai và cuối cùng thì nó cũng bộc lộ những bệnh trạng của riêng nó. Những ai sống chung với chứng đau khớp kinh niên thường giảm chúng đi bằng cách thay đổi tư thế đi đứng để tránh bị đau. Điều này gây ra một chuỗi các vấn đề, đau cổ thành ra đau vai, đau hông thì lại thành đau đầu gối. Chính việc xoay sở với cơn đau lại trở thành một căn bệnh, gây ra một sự căng thẳng. Thật không may là nỗi đau trong tình cảm cũng y như vậy. Tôi đã từng có đủ tiền để có thể sống thoải mái đến cuối đời, và thật đau đớn khi nhớ đến điều đó, và những lúc tôi phải ra các quyết định liên quan đến cuộc sống của mình. Hiểu theo một cách nào đó, tôi không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau sự suy sụp ấy. Thế nhưng, lỗi lầm của tôi vẫn còn chưa thể hiện hết sự tệ hại của nó, cho đến khi bà tôi mất. Tôi chưa từng thực sự đâm sầm vào đá cho đến lúc đó. Đầu tiên, tôi phải vay mượn anh Toàn để mua vé xe về dự đám tang, và sau đó, vì cha mẹ tôi từ Canada không về kịp, nên tôi phải đại diện gia đình trong lễ tang Phật giáo. Nếu ai đó chưa biết thì việc này kéo dài gần cả tuần với đủ các sắp xếp, cầu nguyện, hành lễ và than khóc. Tôi nhớ cảm giác trống vắng đã xâm chiếm lấy mình. Tôi đã sống nhờ vé xe đi mượn và thời gian, tôi chỉ đem theo có thế và gần như không còn gì khác để tưởng nhớ cuộc đời và ký ức về bà. Tôi có thể nói chắc chắn rằng bà đáng được nhận những điều tốt lành hơn như vậy. Hẳn nhiên, trong đau buồn và sự ăn năn của riêng mình, tôi quên hết những gì tôi đã làm đúng. Suy tưởng về lỗi lầm của mình có thể là một sự thanh tẩy, nhưng cũng có khi là thuốc độc nếu bạn không chấp nhận chúng, không để chúng lại phía sau và không tha thứ cho chính mình, ngay cả chỉ là một chút thôi. Và tha thứ cho bản thân là việc khó làm nhất. Đó là việc đơn giản nhưng cũng chính là khoảng ngăn cách giữa thành công và thất bại. Khi nhớ lại giai đoạn đen tối đó của cuộc đời, tôi ngạc nhiên trước những điều nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng như vậy. Khi bạn không có gì cả thì bất cứ mối đe dọa nào, dù là nhỏ bé, mà bạn đang đối mặt cũng sẽ được phóng đại lên. Thật đáng buồn khi phải nói ra, nhưng trong những ngày ban đầu đó tôi đã phải tặng tiện từng chút một. Một trong những yếu tố làm cho Việt Nam trở nên hấp dẫn trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay là sự sẵn có của lao động giá rẻ, cả có tay nghề và phổ thông. Và hãy đoán xem, tôi trở thành một phần của lực lượng đó. Peter của quá khứ, kẻ vẫn thường đi về như con thoi giữa Toronto và New York, đã biến mất. Tôi chỉ còn là một người làm việc cho những người ít hiểu biết về ngành hơn, và tôi chấp nhận đoạn đau thương nhưng cũng hữu ích không kém. Chúng ta không sống và cũng không muốn có những ngày như thế nữa. Xin nhắc lại, trong khi có người tin vào số phận hay vận may hay duyên nghiệp, thì tất cả những gì tôi biết là trời cao đã tha thứ cho tôi ít nhiều, bởi ngay khi trở về từ đám tang thì điện thoại của tôi đổ chuông. Điều mà tôi quên chưa nhắc đến là, mặc dù tôi không còn vốn bằng tiền, nhưng tôi vẫn có một lượng đáng kể vốn bằng con người, bạn bè, các đầu mối và những cộng sự tôi đã từng có, những người mà khi đến lúc lại trở thành nguồn lực của tôi. Cú điện thoại là của một người đã từng làm việc cùng trong nhóm nghiên cứu ở một quỹ đầu tư trong nước. Nó chưa phải là một việc làm nhưng là một khởi đầu. Và sự khởi đầu đó đã tái sinh ra tôi. Mặc dù rất khó thu xếp và nó đòi hỏi tôi phải nén lòng kiêu hãnh của mình lại, nhưng tôi rất biết ơn là việc đó đã đưa tôi đến ngày hôm nay. Những điều tệ hại mà tôi phải chịu đựng đã thay đổi quan điểm của tôi về giao dịch một cách căn bản, tiếp tục chắt lọc nó đến mức độ đơn giản hơn nữa. Tôi đi đến chỗ quan sát thị trường chỉ như là những đợt đảo chiều. Thị trường là một hiện tượng tâm lý đỉnh cao. Cơ chế xác định giá không phải lúc nào trông cũng logic đối với người quan sát từ bên ngoài, là người không theo sát những diễn tiến đầy cảm xúc của sự so đo giữa lòng tham và sự sợ hãi, lẫn vào trong các thảo luận của chúng ta cho đến. Thời điểm này là quan điểm cho rằng khi thị trường phản ứng một cách cảm tính, thì nó sẽ có xu hướng thái quá, nghiêng về cực này hay cực kia. Con người hành động theo lợi ích của bản thân họ theo cách rất dễ dự đoán, nhưng cũng giống như mọi hệ thống thông tin, nếu dữ liệu mà họ nhận được có lỗi thì họ vẫn hành động, như thể các thông tin đó đã chuẩn xác.
giống như những vật đang chịu tác dụng của định luật 1 Newton về chuyển động, người ta sẽ tiếp tục ra các quyết định tài chính, cho đến khi nhận ra dữ liệu đã thay đổi. Khi ảo giác không còn đứng vững được nữa, sự mất niềm tin vào cơ cấu giá hiện tại sẽ nhanh chóng làm đảo chiều, và tình trạng bong bóng gây ra bởi nhầm lẫn sẽ tự sửa chữa chính nó. Điều quan trọng ở đây là phải hiểu được rằng những méo mó và nhầm lẫn đó, hoặc thậm chí là ảo giác, có thể tiếp diễn trong thời gian rất dài. Chúng tạo nên thực tại mà chúng ta đang sống và có thể kéo dài vượt qua mọi khuôn khổ mà bất cứ một người khôn ngoan và tích cực nào cho rằng khả dĩ. Cũng như cách mà P.T. Barnum nói, rằng không ai phải ngạc nhiên khi hình dung không đầy đủ về sự thô lậu của công chúng Mỹ thì thị trường cũng tiếp tục xu hướng của nó lâu hơn là các thông số cơ bản thể hiện. Quay lại với chuyện tâm lý là yếu tố mà cuối cùng thị trường sẽ dựa vào, mua theo tâm lý đám đông sẽ đưa đến tình trạng mua nhiều hơn, ngược lại thì bán sẽ đưa đến bán nhiều hơn, cho đến khi có một tác động từ bên ngoài đủ mạnh để thay đổi hành vi đang kết tập lại với nhau. Như vậy, khi đã biết điều này thì làm thế nào chúng ta có thể sử dụng nó để đánh giá xác suất của sự đảo chiều, khi nào sẽ xảy ra và như thế nào trong cảm nhận của thị trường? Cái gì sẽ là tín hiệu báo trước, là tiếng chuông nhắc nhở? Những nhóm có kỹ năng, mức độ chuyên tâm và khả năng chịu rủi ro khác nhau phân bố khắp trên khung thời gian, từ ngắn cỡ mili giây là các thuật toán giao dịch tự động, cho đến dài hàng tuần các nhà đầu tư dài hạn mua và nắm giữ. Khi dừng lại và quan sát, bạn sẽ thấy có hàng triệu biến số phải để ý, tất cả đều thay đổi trong thời gian thực. Tuy nhiên bởi vì hành vi của con người là dự đoán được và có chủ đích chỉ có thứ tự ưu tiên là không thể biết cho nên có một điều không thay đổi là hình dạng của phân bố các thay đổi giá trên tất cả các khung thời gian. Mức độ thay đổi giá có thể khác nhau đáng kể nhưng phân bố của các thay đổi đó thì giống nhau dù chúng ta xét ở khung thời gian tính bằng giây hay bằng ngày. Hãy chuyển từ trừu tượng sang cụ thể để minh họa điểm này. Trong một ngày giao dịch bình thường, một cuộc bứt phá khỏi khoảng mở cửa là chuyện vẫn xảy ra trên thị trường. Chúng xảy ra thường xuyên. Xét trong khung thời gian tương đối, chẳng hạn 15 phút thì bứt phá khỏi khoảng mở cửa là cực kỳ hiếm hoi. Nó chỉ đáng chú ý một cách tương đối. Nếu quay lại và quan sát một tuần giao dịch thì bứt phá đó sẽ không đáng quan tâm. Những ai quan sát bảng giá theo phút sẽ phản ứng trước các thay đổi cực đoan của giá và sẽ mua và bán một cách thái quá dựa theo nhận định của họ. Bảng 4.1 có các khoản biến động trung bình của Apple, AAPL từ ngày cho đến tháng. Đối với một người giao dịch lướt sóng, một biến động cỡ 0,80 đô la có thể được xem là bất thường, đặc biệt là nếu nó xảy ra trong khung thời gian 30 phút. Nhưng đối với một người giao dịch dài hạn hơn hoặc ai đó, quan sát thị trường theo khung thời gian tính bằng tuần, thì 0,80 đô la có thể mới chỉ là một biến động mà anh ta bắt đầu xem xét có tiến hành giao dịch hay không. Trong khi đó, thì nhà đầu tư dài hạn quan sát đồ thị theo tháng gần như sẽ coi một biến động, như vậy là nhiễu. Điều tương tự cũng đúng đối với những người giao dịch tập trung vào các biến động giá xảy ra trong khung thời gian tính bằng giờ. Họ bỏ qua những trồi sụt về giá ở thang thời gian phút và không hành động gì cho đến khi đồ thị nhìn đã rõ rệt, cho thấy xu hướng có thể mua bán được. Khi điều đó xảy ra thì họ sẽ bước vào giao dịch. Theo cách như vậy, thì những người giao dịch theo thang thời gian dài hơn sẽ trở thành xúc tác cho các đợt đảo chiều về giá. Điều này làm nảy sinh một trong những rủi ro rất thật của các hệ thống giao dịch tự động mà theo ước lượng đang đóng góp 70% khối lượng giao dịch. Nếu hầu như cả thị trường tập trung vào khung thời gian tính bằng mili giây thì sẽ có ít người giao dịch chú ý đến các khung thời gian dài hơn để đặt ra cái phanh lý trí cho các cảm nhận cực đoan của thị trường. Hệ quả tiếp sau đó sẽ là thị trường ngày càng trở nên dễ biến động hơn do ưu điểm của kiểu giao dịch này. Nói cách khác, các biến động có định hướng với kiểu phân bố bất thường này trải theo các khung thời gian khác nhau, thậm chí sẽ bị phóng đại nhiều hơn có thể khi ở dưới một phân bố bình thường. Giống như vật trong chuyển động, thị trường tiếp tục chuyển động cho đến khi có một tác động ngược lại, và thị trường không có phanh tự nhiên thì sẽ di chuyển mãi đến những cực đoan nguy hiểm. Điều đó làm cho thị trường ngày càng trở nên khó dự đoán và chắc trở. Bong bóng xảy ra khi mọi người ở trên mọi khung thời gian đều nhận cùng một tín hiệu như nhau và giá sẽ biến động theo hàm mẫu khi tất cả mọi người tập hợp về một phía của thị trường. Khi đó, sự đảo chiều chỉ xảy ra khi không còn ai để chấp nhận các chào giá với mức giá cao hơn nữa. Nó cũng tương tự như khi bứt phá bị kiệt sức, nhưng ở mức độ cực đoan nhất. Người ta cũng không thể dựa vào phân tích này để giảm giá các chào bán nhằm tránh bị cháy tài khoản. Trong tất cả các biến động cực đoan của thị trường, sẽ có ai đó ở các nhóm giao dịch ngắn hạn cũng như dài hạn trên thị trường bị buộc phải rời khỏi thị trường do hết tiền trong tài khoản. Những người giao dịch theo xu hướng 100 sẽ liên tục mua thêm khi mà các lệnh chào bán nhằm tránh bị cháy tài khoản còn tiếp tục được đưa ra. Ở một thời điểm nào đó, không phải là tâm lý mà là mức độ ổn định và khả năng thanh khoản của bên môi giới và các cơ quan thanh toán bù trừ mới quyết định kết cục cuối cùng. Đó là lý do tại sao họ gán cho mình quyền được bảo vệ trong các bản thỏa thuận với khách hàng.
Nếu bạn giao dịch trên các tài khoản được phép vay và bất cứ ai vay để bán ra đều được định nghĩa là người giao dịch trên tài khoản được phép vay, thì bạn phải ghi nhận điều này trong tư duy của bạn như một người giao dịch theo xu hướng mạnh hay dựa vào bứt phá. Người giao dịch dựa vào đảo chiều sẽ chờ để chụp lấy cơ hội ngay sau khi có bán, tháo 101 và sự hốt hoảng giảm xuống. Khi những tay săn cổ phiếu giá rẻ có mối quan tâm dài hạn bước vào, thì họ sẽ bắt đầu mua bằng cả hai tay. Không có chuyện trần trừ ở đây, mà phải là một quyết tâm đủ mạnh để làm dịu đi và bình ổn được những hoảng loạn. Người mua phải đủ đông và cam kết mới có thể làm như vậy, hoặc nếu không, luồng bán ra sẽ không giảm đi. Những nỗ lực tự điều chỉnh của thị trường sẽ cố gắng khôi phục lại việc định giá một cách duy lý. Và bởi vì bong bóng hay xu hướng trước đó đã tạo ra quá nhiều cơ hội trong quá trình tăng giá một cách đầy ảo giác, cho nên những bùng nổ của ảo giác đó, giống như chuyện nhìn thấy phù thủy ở sau rèm cửa, sẽ bằng nhau về quy mô và chỉ khác về thời điểm. Bởi vậy, ảo giác không tắt đi từ từ, giống như khi bùng nổ để đạt đến đỉnh cao, chúng xảy ra ngay lập tức khi mà tất cả mọi người đều đi đến cùng một kết luận ở cùng một thời điểm. Quán tính vốn là đồng minh của những kẻ cồn tín vào giá tăng 102 khi thị trường đi lên, giờ đây là kẻ thù của họ khi thị trường đi xuống. Một khi tất cả các yếu tố trên đây đã thể hiện đầy đủ, thì thị trường sẽ tiếp tục rớt cho đến khi tự nó bình ổn. Các bất cản về kỹ thuật sẽ là những chỗ mà thị trường thử thách, nhưng như chúng ta đã biết, chúng không dự báo được. Thị trường không liên quan gì đến giá cả, mà là tìm ra sự chênh lệch giữa giá hiện tại với giá tiềm năng trong tương lai và khai thác nó. Hay về tình huống trông như là thị trường đã đi xuống đến cực điểm, nhưng lại vẫn chưa phải là đáy, chính là khoảng thời gian trong tháng 9 năm 2001, sau thảm kịch 11/9. Đã không có một sự tập trung về khối lượng và thay đổi về giá đủ lớn khi thị trường đi xuống để có thể xác lập đáy một cách chắc chắn sau sự bùng nổ của bong bóng dot-com bắt đầu từ tháng 8 năm 2000 trên S&P 500 Index. Một thị trường đã chờ đạt đến đáy mãi cho đến một năm sau, vào tháng 10 năm 2002. Giao dịch tần suất cao HFT. Không có thảo luận nào về các kỹ thuật giao dịch hiện đại có thể hoàn chỉnh nếu không đề cập đến hiệu ứng của việc giao dịch tần suất cao dựa vào máy tính. Ước lượng là ở năm 2010, gần 70% các giao dịch được thực hiện bởi các kỹ thuật này. Nói cách khác, những con người ngồi trước màn hình đóng góp ít hơn 30% tất cả các hoạt động giao dịch trên thị trường phương Tây. Mục tiêu của các hệ thống giao dịch tự động, HFT và thuật toán giao dịch là trở nên hiệu quả với những nhà giao dịch trong thời gian cực ngắn, có khi làm việc ở thời gian là một phần của giây với khối lượng lớn để lấy từ thị trường những khoản lợi nhuận tính bằng vài phần của xu trên mỗi cổ phiếu. Trong thảo luận của chúng ta ở phần trước về việc xác định ý định của các nhà đầu tư tổ chức là những tay chơi mạnh trên thị trường, tôi đã bóng gió về việc này. HFT có mặt trên tất cả các thị trường, cổ phiếu, trái phiếu, quyền mua, hợp đồng tương lai. Lợi thế dành cho các quỹ đầu cơ và phòng giao dịch của ngân hàng đầu tư là, về mặt lý thuyết, tỷ suất rủi ro trên biến động của HFT sẽ cao hơn rất nhiều so với các hình thức giao dịch và đầu tư truyền thống. Kiểu giao dịch này không dành cho bạn và tôi, bởi Ủy ban Chứng khoán Security and Exchange Commission, SEC và Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính, Financial Industry Regulatory Authority, FINRA có các quy tắc mà chúng ta phải tuân thủ. Hơn nữa, phí môi giới cũng vượt xa mức lợi nhuận mà chúng ta có thể kiếm được. Sự chi phối của các thuật toán HFT đã thay đổi cách vận hành của thị trường trong suốt 12 năm mà tôi giao dịch, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một yếu tố nữa cần phải tiếp thu để định hướng các quyết định của bạn mà thôi. Nó là một thực tế của thị trường hiện đại và bạn cần phải biết đến tác động của nó. Các quy tắc ra vào thị trường. Chương này bàn đến rất nhiều vấn đề, mục đích là đem đến cho bạn một bức tranh phối cảnh của thời gian và các quyết định bên trong khung thời gian mà bạn đã chọn để giao dịch. Có nghĩa là đã đến lúc phải tổng hợp tất cả mọi thứ lại với nhau và chỉ ra một số quy tắc cần tuân theo. Ở bất cứ thời điểm nào, chủ yếu vẫn có hai điều kiện khác nhau xảy ra trên thị trường. 1. Giá bứt phá để đạt đến mức giá cao nhất hay thấp nhất mới. 2. Giá đảo chiều khỏi một mức giá cao nhất hay thấp nhất mới. Nghe có vẻ thông thái nửa mùa nhưng thực tế đúng là như vậy. Ngay cả những thị trường đang dao động bên trong một khoảng biến động nào đó cũng vẫn tạo nên các mức cao nhất và thấp nhất mới. Chúng xảy ra bên trong các khung thời gian ngắn hơn khung thời gian mà bạn đang quan sát, nhưng chúng vẫn đang xảy ra. Định nghĩa hành vi của thị trường theo cách như vậy cũng ngụ ý các phát biểu sau đây. 1. Nếu giá không đang tạo nên một mức giá cao mới, thì tức là nó phải đang đảo chiều khỏi một mức giá cao. 2. Nếu giá không đang tạo nên một mức giá thấp mới, thì tức là nó phải đang đảo chiều khỏi một mức giá thấp. Những cơ hội giao dịch tốt nhất xuất hiện ngay sau khi một mức giá cao nhất hay thấp nhất được thiết lập. Giá biến động khỏi mức giá cao nhất hay thấp nhất trước đó càng nhiều thì xác suất mà nó đảo chiều đến một mức độ nào đó càng cao. Không có quy tắc chắc chắn và nhanh chóng nào để xác định mức độ thoái lui, chỉ biết là nó sẽ xảy ra. Tôi phát hiện ra rằng, chiến lược giao dịch dựa vào sự đảo chiều áp dụng trong thị trường ngoại hối cũng phát huy tác dụng trong thị trường chứng khoán với một chút điều chỉnh.
Tôi chuẩn bị đề cập chuyện này trong tình huống của giao dịch mua vào, tức là phát hiện ra xu hướng giảm giá và mua cổ phiếu để khai thác đợt đảo chiều tăng giá. Sau khi khoảng mở cửa bị xuyên thủng, chúng ta kỳ vọng là những người đầu tư dài hạn sẽ đóng trạng thái và các lệnh bán khống sẽ tham gia ồ ạt đẩy giá cổ phiếu xuống nhanh chóng, ra xa khỏi mức hỗ trợ. Khi giá biến động đi xa khỏi mức giá đó, thì khối lượng giao dịch sẽ tăng tốc cùng lúc do người bán áp đảo người mua và giá tiếp tục đi xuống. Khi khối lượng giao dịch giảm xuống và giá đạt đến mức mà khối lượng chào bán vừa khớp với khối lượng đặt mua thì cơ hội đảo chiều dường như có một loạt các thanh giá ở đó, khối lượng đạt đến đỉnh điểm và khối lượng chào bán bằng với khối lượng đặt mua. Khi điều đó xảy ra, sẽ có một giai đoạn khối lượng cạn kiệt và chênh lệch khối lượng rất nhỏ, đó là dấu hiệu mà bên bán thoát khỏi thị trường. Lúc đó bạn có thể chờ đợi một thanh giá đảo chiều, điều kiện của nó là giá mở cửa cao hơn giá mở cửa của ngày giảm giá trước đó. Đây là một tình huống có xác suất thành công cao, bởi vì cổ phiếu đang ở trạng thái muốn tăng giá và nếu khoảng cách giữa giá mở cửa và giá cao nhất của ngày hôm trước là nhỏ thì có nghĩa là khoảng mở cửa đang rất nhỏ. Xác suất lớn là sẽ có biến động mạnh trong ngày hôm đó trong một tình huống bứt phá. Hãy xem lại AAPL, nhưng lần này chúng ta sử dụng thêm một số dữ liệu mới hơn. Cổ phiếu đã ở trong một xu hướng giảm giá kéo dài nhiều tuần, đạt đến cực điểm vào ngày 28 tháng 6 năm 2012, hình 4.1. Khối lượng giao dịch từ ngày 26 đến 28 là nhỏ nhất trong các tuần đó, ít hơn một nửa khối lượng trong tháng 5. Như vậy đó là một dấu hiệu đáng tin rằng người bán đã bán hết và bỏ rơi cổ phiếu này. Vào ngày thứ sáu, 29 tháng 6, AAPL mở cửa ở mức giá không chỉ cao hơn mức giá mở cửa trước đó, mà còn cao hơn cả mức giá cao nhất trước đó, làm nên một ngày giao dịch ngoài biên độ ngay từ lúc mở cửa, bảng 4.2. Hình 4.1 khoảng đảo chiều, AAPL dữ liệu ngày, tháng 6, tháng 7 năm 2012. Bảng 4.2 dữ liệu cho khoảng đảo chiều. Khoảng biến động trung bình của AAPL trong năm là 9,91 đô la. Nếu có một sự đảo chiều, thì giá cũng không qua khỏi mức thấp nhất trước đó là 565,61 đô la, và có thể rất gần mức giá cao nhất trước đó là 574 đô la. AAPL mở cửa ở mức 578 đô la, rơi xuống 574,25 và đóng cửa ở 584 đô la. Khi mở cửa ở mức 578 đô la, AAPL đã thiết lập khoảng mở cửa 0,25 đô la, và câu hỏi đặt ra là xác suất mà nó giảm 4.00 đô la xuống còn 574 đô la, mức cao nhất trước đó, là bao nhiêu? Câu trả lời là 52,7%. AAPL đạt đến mức giá thấp nhất 574,25 đô la và đóng cửa ở mức 584 đô la. Do mức hỗ trợ 574 đô la, có thể phán đoán là cổ phiếu sẽ đảo chiều hoàn toàn và tiếp tục tăng giá cao hơn, bởi vì nó mới chỉ biến động 3,75 đô la, và khoảng biến động tổng cộng của ngày phải ở mức gần 10 đô la. Như vậy khi mà cổ phiếu qua mức 578,25 đô la, thì sẽ có cơ hội để mua vào với niềm tin là nó sẽ không bị bán tháo trong ngày. Đây là tình huống đảo chiều tăng giá tạo khoảng cách ngày khi mở cửa, thử thách lại mức cản trước đó và rồi tăng giá nhanh chóng. Nếu bạn giao dịch cổ phiếu này theo ngày thì bạn nên chờ đến khi cổ phiếu đóng cửa sau khi đã mở cửa với xu thế tăng giá như vậy và mở giao dịch vào thứ hai, bởi vì ý nghĩa của ngày thứ sáu như đã thảo luận trong chương 2. Nếu bạn muốn giao dịch trong ngày dựa vào tình huống này thì cũng có thể thực hiện được bằng cách vào giao dịch khi giá vừa đảo chiều an toàn khỏi mức giá mở cửa và bắt lấy một ít lợi nhuận như dự định. Một chiến lược giao dịch dựa vào đảo chiều hơi thận trọng là chiến lược hai thanh giá đảo chiều. 103 là kỹ thuật mà sau khi xu hướng giảm giá chấm dứt, thanh giá đảo chiều thứ nhất xuất hiện và bạn chờ cho đến khi thanh giá tăng giá thứ hai đóng lại phía trên mức giá cao nhất của thanh đảo chiều đầu tiên thì mới mở giao dịch. Ví dụ, trong hình 4.1 là một mẫu hình đảo chiều cực đoan, có tạo khoảng cách rõ ràng, là tình huống mà thanh giá đảo chiều nằm hẳn phía trên thanh giá giảm giá trước đó. Những cổ phiếu có đồ thị tăng và con số thống kê thể hiện xu thế tăng giá cực đoan sẽ có biểu hiện như vậy. Với trường hợp của AAPL từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2012, nó đã phá vỡ mức cao nhất của ngày hôm trước trong 59,1% số lần, trong khi chỉ phá vỡ mức thấp nhất của ngày hôm trước 33,3% số lần. So sánh tương quan đó sẽ cho bạn biết rằng, hàng ngày có nhiều người mua tham gia vào AAPL hơn là người bán. Tiêu chuẩn để mua vào là, sau hai thanh tăng giá đảo chiều liên tiếp, nếu giá vượt qua mức giá cao nhất của thanh thứ hai thì mua vào ở mức giá đó, vừa cao hơn mức giá cao nhất của thanh thứ hai tức là 0,1% cao hơn mức giá đó, là khoảng mở cửa của bạn cho giao dịch này. Đặt mức cắt lỗ 104 ở mức giá thấp nhất của thanh thứ nhất. Phụ lục CC trình bày phương pháp thiết lập phép thử trên bảng tính. Chiến lược này đem đến cho bạn một thời điểm mở giao dịch có xác suất thành công cao, giảm thiểu khả năng giao dịch thua lỗ bằng cách tận dụng các cảm nhận cực đoan của thị trường luôn có xu thế quay về trạng thái bình thường.
tôi đã từng tính toán dữ liệu của S và P52C-U-A-1-2-N-M-V-A-T-H-E-O-C-H-U-O-N-G-L-O-A-E-N-I-T-H-E-C-A-C-T-I-N-H-H-U-O-N-G-L-O-A-E-N-I-C-O-T-H-E-S-I-N-H-L-I-T-G-O-N-G 64% số lần một đó là một ưu thế lớn lao. Nó còn tốt hơn là được chia một đội tiền trò bài poker. Hãy quan sát kỹ chiến lược hai thanh giá đảo chiều và đảm bảo nắm bắt được cách mà các tình huống đó vận động. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi AAPL và quan sát một cổ phiếu khác, một trong các nhà cung cấp của họ, Nvidia. Đầu năm 2012, Nvidia đã ghi tên vào sách giáo khoa với một mẫu hình hai thanh giá đảo chiều có tiềm năng sinh lãi rất cao. Sau khi qua khỏi kỳ nghỉ đầu năm mới, Nvidia tăng giá nhẹ nhưng rồi đứng lại, và cổ phiếu được bán hết trong tuần mùng 9 tháng riêng. Nó đạt cực điểm với một đợt giảm giá mạnh vào ngày 17 tháng riêng, khi cổ phiếu chạm mức giá thấp nhất 13,50 đô la, như trình bày trên hình 4.2 và bảng 4.3. Hình 4.2 biểu đồ hai thanh giá đảo chiều, Nvidia 2012. Bảng 4.3 các dữ liệu giá cho cổ phiếu Nvidia. Ngày 17 tháng riêng là thứ hai, đưa đến một xác suất cao là mức giá thấp nhất của ngày thứ hai sẽ là mức giá thấp nhất của tuần, giả sử là sẽ đảo chiều vào thứ ba. Khoảng biến động của ngày 17 là 0,44 đô la, và khoảng biến động trung bình của ngày của Nvidia trong năm trước là rất cao, 0,76 đô la dữ liệu không thể hiện, đặc biệt là đối với một cổ phiếu có giá từ 12 đến 15 đô la. Nvidia mở cửa ngày 18 tháng riêng ở mức giá 13,78 đô la, cao hơn mức đóng cửa của ngày 17, và cách mức giá cao nhất của ngày hôm trước 0,16 đô la. Xác suất đảo chiều của xu hướng giảm giá cũ là 61,7%. Khi điều đó xảy ra và cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch ngày, thì đó là thanh giá đầu tiên của mẫu hình đảo chiều khả dĩ, nhưng một thanh thì chưa phải là mẫu hình đang hình thành. Hai thanh liên tiếp đóng cửa theo chiều ngược với xu hướng cũ thì mạnh mẽ hơn nhiều so với chỉ có một thanh, tạo nên một cơ hội 64% là cổ phiếu sẽ tăng giá mà không chạm đến mức giá thấp nhất của xu hướng giảm giá cũ. Việc cổ phiếu đóng cửa ở mức cao hơn mức giá mở cửa và mức giá cao nhất của ngày hôm trước cũng là dấu hiệu ủng hộ chúng ta. Vào ngày 19, tình hình là thuận lợi cho giao dịch dựa vào đợt đảo chiều tiềm năng. Khoảng biến động của tuần đến thời điểm đó là 0,59 đô la, rất nhỏ so với khoảng biến động trung bình của tuần là 1,54 đô la. Cổ phiếu đã không biến động nhiều như vậy. Khi ấy Nvidia đóng cửa cách mức giá cao nhất của tuần 0,13 đô la. Sau khi tăng thêm 0,04 đô la trên mức giá mở cửa của tuần, xác suất mà nó tăng thêm 0,10 đô la nữa để vượt qua mức giá cao nhất của ngày trước đó là 75,2% đối với ngày 19 và 89,2% đối với bất cứ ngày nào khác còn lại trong tuần. Xu hướng dường như là thuận lợi để cho thanh giá đảo chiều thứ hai xuất hiện. Và nó đã xuất hiện. Ngày 19 mở cửa ở mức 14,10 đô la, cao hơn mức cao nhất của ngày 18 là 0,01 đô la. Phá vỡ mức giá cao vào thời điểm mở cửa, đem đến một cơ hội rất tốt cho mẫu hình hai thanh giá đảo chiều, vì xác suất giá mở cửa cũng là giá cao nhất trong ngày chỉ chiếm 2,4% trong tập dữ liệu của năm trước, xem dữ liệu hỗ trợ ở phụ lục D. Bây giờ thì hai thanh tăng giá đã hình thành liên tục với nhau, điều đó xác nhận là xu hướng giảm giá trước đấy đã bị bẻ gãy và xu hướng mới đã bắt đầu. Nếu đặt lệnh mua ở mức giá 14,38 đô la, thì việc phá vỡ mức giá cao của ngày hôm trước xảy ra vào ngày 20 tháng riêng, bảng 4 tháng 3 sẽ cho bạn cơ hội 50,6% là cổ phiếu sẽ tăng thêm 0,56 đô la trước khi đóng cửa vào ngày thứ sáu. Cổ phiếu đã tăng thêm 0,44 đô la trên mức giá mở cửa, cho nên xác suất mà nó tăng thêm 1,00 đô la sẽ là 50,6%. Khoảng biến động trung bình của tuần là 1,54 đô la. Và cho đến thời điểm đó thì cổ phiếu đã giao dịch trong khoảng biến động 0,88 đô la, như vậy xác suất cổ phiếu còn tiếp tục tăng giá trong tuần là cao. Phân tích tình huống này theo cách như vậy là rất cẩn trọng. Một nhà giao dịch chứng khoán làm việc với dữ liệu theo khung thời gian tính bằng giờ hay 30 phút có thể hiểu được nhiều hơn từ sự đảo chiều, bởi vì các biến động là khá lớn. Một sự đảo chiều ít rõ rệt hơn có thể xảy ra khi giá không vượt qua được thanh giảm giá cuối cùng cho đến một thời điểm nào đó nằm bên trong thanh đảo chiều thứ hai. Tôi thay đổi dữ liệu của Nvidia để minh họa trường hợp này trên hình 4.3. Hình 4.3 hai thanh giá đảo chiều bên trong thanh giá giảm trước, Nvidia 2012.
dữ liệu của các ngày từ 18-20 tháng riêng đã được thay đổi để minh họa chi tiết một tình huống đảo chiều của hai thanh giá phổ biến hơn, trong đó thanh đảo chiều thứ nhất đóng cửa trong lòng thanh giá trước đó, và thanh đảo chiều thứ hai nối tiếp với một đợt tăng giá mạnh, rồi đóng cửa cao hơn mức giá cao nhất của thanh giảm giá cuối cùng của xu hướng trước đó. Đó là một mức kháng cự rất quan trọng, và việc cổ phiếu đóng cửa cao hơn mức giá đó là rất có ý nghĩa. Một khi đã vượt qua tất cả các sự kiện này, thì ngày tiếp sau bạn có thể vào giao dịch và tự tin rằng xu hướng trước đó đã chấm dứt. Có một số phương pháp phát huy tốt đối với tôi khi muốn thoát khỏi một giao dịch. Đối với hầu hết mọi người, mua vào thì dễ hơn bán ra. Hy vọng của tôi là cung cấp cho bạn công cụ để ra cả hai loại quyết định đều dễ dàng như nhau. Tôi đã trình bày với bạn cách đánh giá giá trị của một tình huống, cho nên việc kết hợp các kiến thức đó vào các loại tình huống sẽ mở giao dịch và lựa chọn khung thời gian mà bạn giao dịch là tùy thuộc vào bạn. Tôi không thể nói với bạn đâu là tình huống tốt nhất của bạn, mà chỉ có thể nói cho bạn biết cách xác định được nó và khuyến khích bạn tìm ra được những cơ hội để kiếm được nhiều tiền nhất cho mình. Chiến lược thoát khỏi giao dịch thứ nhất là thực sự đơn giản, nó chính là chiến lược hai thanh giá đảo chiều ngược. Nói một cách đơn giản, thoát khỏi một giao dịch tức là chờ cho hai thanh giá giảm giá hoàn tất và đóng giao dịch ở mức giá mở cửa của thanh thứ 3, hình 4 tháng 4. Cũng giống như một người cẩn trọng chờ đến khi hai thanh giá hoàn tất rồi mới mở giao dịch mới, bạn cũng cẩn thận và chờ cho đến khi thanh giá thứ 2 hoàn chỉnh để đảm bảo việc bán ra là chắc chắn và không có căng thẳng nào. Hình 4.4 biểu đồ hai thanh giá đảo chiều, NVDA 2012. Quay lại với ví dụ NVDA và quan sát đồ thị đầy đủ một lần nữa, chúng ta nhận thấy là giao dịch có thể để mở trong vài tuần, vì không lúc nào NVDA đóng cửa thấp hơn mức giá mở cửa liên tục 2 ngày cho, đến ngày 10 tháng 2. Hãy nhớ lại, trong ví dụ của chúng ta bắt đầu một giao dịch ở mức giá 14,38 đô la vào ngày 20 tháng riêng. NVDA đóng cửa ngày 10 tháng 2 ở mức 15,90 đô la một cổ phiếu, tăng 1,52 đô la một cổ phiếu hay 10,6%. Bởi vì ngày 10 tháng 2 là thứ 6, và các dấu hiệu cho thấy rất rõ là cổ phiếu sẽ giảm giá cho nên, đóng giao dịch trước thời điểm đóng cửa của tuần là khôn ngoan, nhất là khi xác suất đấy là một thanh giảm giá là cao. Xác suất có ích cho bạn khi bán ra cũng như khi mua vào. Khi bạn thực hành giao dịch theo cách này, điều đó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bảng 4.4 cho chúng ta một số manh mối khi quan sát các xác suất liên quan đến lần thoát giao dịch này. Theo dữ liệu tuần, theo dữ liệu tháng, khoảng dao động đô la 1,16 đô la 1,89, khoảng dao động bình quân đô la 1,54 đô la 3,50, giá cao, giá mở cửa đô la 0,88 đô la 1,68, giá cao, giá mở cửa bình quân đô la 0,75 đô la 1,66. Bảng 4.4 thống kê giá trước khi thanh giá đảo chiều xuất hiện. Vào ngày 08 tháng 2, NVDA tăng lên đến 16,62 đô la một cổ phiếu và lùi lại về mức 16,30 đô la ở thời điểm đóng cửa. Khối lượng giao dịch rất lớn, gấp 3 lần bình thường. Ở thời điểm đó cổ phiếu đã vượt qua cả khoảng biến động trung bình của tuần và tháng, vượt lên trên mức giá mở cửa 0,88 đô la so với mức bình quân 0,75 đô la đối với tuần, 1,68 đô la so với 1,66 đô la đối với tháng, cho nên nó sẽ còn biến động tiếp tục. Liền sau đó là 2 ngày giao dịch trong biên độ liên tiếp, tuy nhiên chúng đều là 2 ngày giảm giá và khối lượng giao dịch tăng trong cả 2 ngày đó. Như vậy có nghĩa là vẫn còn giao dịch được sau đợt tăng giá, nhưng chuyện kiếm tiền dễ dàng đã kết thúc với việc đóng các giao dịch vào ngày 10 tháng 2 sau khi thanh giá thứ 2 đóng lại. Sự biến động xảy ra sau đó không còn đáng để giao dịch. Thực hiện giao dịch trong những ngày bình thường hay những ngày nhàm chán là việc làm khó khăn, cố gắng chịu rủi ro để giao dịch trong khi thị trường đang mắc mưu vào các tin tức hay một vài thông báo nào đó, như công bố của Cục Dự trữ Liên bang chẳng hạn, là không đáng làm. Đối với tình huống hai thanh giá đảo chiều và một cổ phiếu có biến động nhiều như NVDA thì chỉ giao dịch theo ngày sẽ không phải là cách kiếm tiền tối ưu nhất. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách tìm ra những cơ hội đảo chiều ở khung thời gian theo giờ hoặc 30 phút. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là giao dịch cổ phiếu này theo ngày là sai hay là không được khuyến khích. Cuối cùng, với một phương pháp như vậy, bạn sẽ thấy thoải mái với việc chừa lại một phần của biến động có xu hướng mà không tận dụng hết, như là nhà giao dịch chứng khoán tài ba John Sinclair thường nói, để lại cho thần tham lam. Nếu bạn thấy cần phải kiếm được nhiều hơn những gì mà chiến lược hai thanh giá đảo chiều đưa ra, thì có lẽ cần phải theo dõi giao dịch của bạn trong ngày, thiết lập khoảng mở cửa và các mức giá mục tiêu trong ngày, ví dụ như theo giờ chẳng hạn, để báo hiệu cho bạn trong khoảng thời gian của thanh đảo chiều thứ hai rằng đã đến lúc phải thoát ra trước thời điểm đóng cửa và sau đó kiếm thêm một chút lợi nhuận nữa ở cho hai thấy đầu là đợt giao tăng giá có thể đã đến lúc kết thúc. Ngày 09 tháng 2 cổ phiếu đã không thể phá vỡ mức giá cao của ngày 08 tháng 2, mặc dù nó mở cửa cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước. Điều đó làm cho tôi tin là giá xuống trong ngày.
Việc không phá vỡ được mức giá cao nhất của ngày hôm trước có nghĩa là tác động vượt lên trên giá mở cửa đã là toàn bộ sức lực của cổ phiếu có thể huy động được trong ngày hôm đó. Bây giờ, nếu là nhà giao dịch lướt sóng, thì tôi sẽ bán khống ở thời điểm cổ phiếu rớt lại xuống dưới giá mở cửa, sử dụng mức giá cao nhất của ngày hôm trước làm mức cắt lỗ, ở đây là 16,62 đô la. Các thống kê của tuần và của tháng cho tôi biết là cổ phiếu đã biến động quá mức trong bối cảnh đó, và những nhà giao dịch đang quan sát cổ phiếu theo tuần và tháng có thể đang tìm kiếm cơ hội bán khống dễ dàng sau một đợt tăng giá khoảng 20% cho đến mức đỉnh hiện tại. Trong trường hợp đặc biệt này, nếu bạn có nhiều lợi nhuận như vậy hơn 2,00 đô la một cổ phiếu vào lúc đó, đóng trạng thái mua và sau đó bán khống có thể là một chiến lược khả dĩ. Đây có thể là một chiến lược thậm chí còn quyết liệt hơn chiến lược hai thanh giá đảo chiều, bởi vì không có tín hiệu xác nhận nào từ mức giá đóng cửa cho thấy là đợt tăng giá vốn bắt đầu từ tháng riêng đã kết thúc, nhưng vẫn có xác suất việc đó xảy ra với bạn. Còn nữa, bán khống vào lúc đóng cửa của ngày 09 tháng 2 chỉ gây thua lỗ 0,50 đô la một cổ phiếu. Giá đóng cửa của ngày hôm đó là 16,30 đô la, trong khi mức giá cao nhất của ngày 08 tháng 2 là 16,62 đô la. Đặt ngưỡng thoát giao dịch ở mức 1% cao hơn mức giá cao nhất sẽ cho phép bạn có một tình huống có xác suất thành công cao để bán khống qua tuần kế tiếp với mức độ rủi ro rất vừa phải. Bảng 4.5 dữ liệu NVDA liên quan đến quá trình đảo chiều và xác lập trạng thái bán khống. Quan sát bảng 4.5, cả mức giá đỉnh của ngày 15 tháng 2 là mức giá cao nhất nằm trên ngưỡng tất toán giao dịch và biến động lớn của ngày 16, khi cổ phiếu mở cửa thấp hơn 1,00 đô la và tăng giá với khối lượng giao dịch lớn, đều không đẩy bạn văng ra khỏi lệnh bán khống, trừ khi bạn đóng nó gần mức giá mở cửa đó, bởi vì không có cái nào đóng cửa trên mức giá cắt lỗ được thiết lập. Hình 4.5 các ví dụ về sự đảo chiều A và bán khống, BNVDA. Biến động đến mức giá 16,90 đô la của ngày 15 tháng 2 là một cơ hội có xác suất thành công thấp, bởi vì cổ phiếu đã tăng giá mạnh mẽ trong suốt cả tháng, và nếu nó đóng cửa trên mức 16,80 đô la thì hành động đóng lệnh bán khống là cần thiết. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, và cổ phiếu không bao giờ tìm lại được mức giá đó nữa. Từ đó, lưu ý rằng không có 2 ngày tăng giá liên tiếp cho đến giữa tháng 3, khi đó 3 ngày liên tiếp đã đẩy giá của NVDA tăng nhẹ, nhưng nó không bao giờ đóng cửa ở mức trên 14,86 đô la, là mức giá đóng cửa của thanh giảm giá cuối cùng, thể hiện ở vị trí có mũi tên trên hình 4.6. Hình 4.6 chiến lược. Bán khống theo hai thanh giá đảo chiều NVDA. Đóng giao dịch vào thời điểm mở cửa của thanh giá thứ 3 có thể là một việc làm thông minh. Giao dịch đáng giá 1,44 đô la hay 8,8%. Nó thỏa mãn điều kiện của chiến lược hai thanh giá đảo chiều. Khoảng biến động của tuần nằm dưới mức giá mở cửa là 0,81 đô la, so sánh với khoảng giảm giá trung bình là 0,80 đô la, xem phụ lục D. Tuy nhiên bởi vì cổ phiếu không bao giờ đóng cửa cao hơn mức giá đóng cửa của thanh giá giảm giá cuối cùng sau 3 ngày, mức giá đó trở thành mức kháng cự và NVDA lại bán ra một lần nữa. Phải đến tận ngày 23 tháng 3 thì thanh tăng giá thứ 3 mới đóng cửa, hình 4.6, mũi tên xám, ở mức giá mở cửa của thanh giảm giá cuối cùng vào đúng ngày thứ 6. Đóng giao dịch trong ngày hôm đó và lúc mức giá đóng cửa trước đó bị phá vỡ sẽ đem đến cho bạn 0,41 đô la lợi nhuận cộng thêm nữa, đóng ở mức 14,46 đô la một cổ phiếu, với lợi nhuận 1,84 đô la hay 11,3%. Có một cách để giao dịch với biến động tăng giá tạm thời vào các ngày 6, 8 tháng 3 là bán hết cổ phiếu đang nắm giữ và chốt lời. Nếu bạn muốn theo dõi tình huống trong ngày một cách sát sao hơn để biết điều gì đang xảy ra, thì đấy là một lựa chọn khác. Mục đích của việc làm là chứng minh rằng trong khi phương pháp giao dịch được thiết kế một cách khoa học nhất có thể, thì vẫn có những lúc các nhận định của bạn sẽ quyết định. Vấn đề là không cố dự đoán, bởi vì bạn đang đánh giá các xác suất. Có một xác suất rất chắc chắn là tất cả lợi nhuận từ giao dịch bán khống đó sẽ được thu về khi thị trường đóng cửa vào ngày 8 tháng 3, và việc rời thị trường với mức lãi gần 9% trong thời gian chưa đến 3 tuần là một điều hoàn toàn.